kính thưa quý vị, rapper LL Cool J đã phát hiện một tên trộm khả nghi đột nhập vào nhà anh và cố gắng cầm chân hắn trước khi cảnh sát tới kịp. Theo nhiều nguồn tin, luật pháp được đăng thông tấn TMZ phổ biến, rapper kim nam tài tử này là người từng đóng vai một điệp viên đặc biệt trong bộ phim hình sự trên truyền hình NCIS Los Angeles, đã đưa nhân vật của mình vào đời sống thực khi bắt sống một gã đàn ông tại ngôi nhà ở Studio City của anh tại Los Angeles sau khi người đàn ông này đã đi vào cửa tòa nhà vài giờ trước đó. Những người trong cuộc tiết lộ rằng LL tên thật là James Smith đã cầm chân người đàn ông này cho đến khi các nhân viên cảnh sát Los Angeles đến vài phút sau đó. Chủ nhân ca khúc I Need Love được cho là vẫn ổn định sau cuộc xô xát và không có gì bí mật từ ngôi nhà của anh. Cảnh sát tiết lộ kẻ bị tình nghi này đã bị thương sau vụ ẩu đả.